Xin chào buổi chiều. Bữa nay mình ăn măng cụt với bòn bon nha. Trước tiên là que các bạn. Đây, hai món. Cô này cực kỹ ghê á. Đây là bòn bon. Chưa thấy bòn bon chưa, thấy bòn bon chưa, trái đẹp ha. Bòn bon này là 1 kg 50 ngàn nha mấy bạn. Mình mua cái chùm này là nửa ký á, là 25 ngàn á. Này đó, cái cuốn đó nè. Úi da. Đó, thấy không, thấy cuốn không? Trái này mới rớt, chắc trái này muốn mình ăn trước nè. Xin lỗi các bạn nha, bữa nay mình đang bị cảm cho nên là mình sẽ ho trong suốt video. Măng cụt này trái nhỏ lắm, nhưng mà mình thấy ăn cái nhỏ ngon hơn cái to. À, mình nghĩ là bỏ cái mâm này ra bên ngoài nó bộ đẹp hơn. Trưa 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 xin lỗi trước các bạn nha, bữa nay mình sẽ sủa rồi. Hồi nãy bòn bon của mình là mình mua ở chợ Bầu Sen là 50 ngàn một ký, còn măng cụt á là 60 ngàn một ký nha, 60 ngàn một ký. Đây cái trái măng cụt nè, có như này mình cầm, có như này à. Nhỏ. Đây là ba ngón tay đây, thấy không? Mình mách cho các bạn nha, cái này mình cũng học được từ mấy cô bán trái cây thôi. Măng cụt trái to trái nhỏ không quan trọng, quan trọng là khi mà bạn lựa măng cụt á, bạn dùng hai cái tay bạn bóp hai bên của trái măng cụt, mà đừng bóp mạnh nha. Đi mua của người ta hết ký mà bóp hết nguyên quả chắc chết. Tất nhiên là trái nào cũng bóp, nhưng mà bóp phải có kỹ thuật chứ, đừng vô cái cần bóp, vô cần cái bóp liền. Đây là một cái trái này đây, thì khi bạn bóp cái trái lên á, đây là một giữa đống này nè đó, thì mình bóp tay nè đó. Trong lúc mình nhấc trái này lên là mình đã bóp rồi, các bạn hiểu không? Và bóp như thế nào, tức là khi mà mình để cái thịt tay này để bên này và thịt cái này để bên này, mình bóp nhẹ vô, mình bóp nhẹ vô. Đó, thấy thấy tay mình để không, hai bên bóp nhẹ vô, bóp nhẹ vô, nhẹ vô, nhẹ vô. Nếu như mình bóp nhẹ như vậy á mà cái vỏ này nó đàn hồi, tức là nó có lún vô rồi nó thở ra, tức là trái này chín và ngon, đảm bảo luôn mấy cô đó chị. Còn nếu như bạn lựa cái trái nào nó đẹp nhưng mà lúc mình bóp vô rồi mình thả ra không được, tức là nó cứng nhắc, nó chai, là trái đó không có ngon. Trái đó không có ngon, trái đó bị sượng. Mình nói lại cái kinh nghiệm của mấy cô bán trái cây dạy cho mình thôi nha, chứ mình không có múa rìu qua mắt thợ nha. Còn những bạn nào có những cái kinh nghiệm lựa măng cụt hay hơn thì nhớ comment phía dưới chỉ cho mình nha. Đó, mình mua 5, 8 cái măng cụt này là nửa ký. Hôm nay mình mua nửa ký măng cụt và nửa ký bòn bon, tổng cộng là 25, với đây 30 là 55 ngàn. 55 ngàn
Nhưng mà cô bán trái cây mình mua quen nên cổ lấy có 50 ngàn à. Thôi ăn măng cục trước đi. Ăn măng cục trước nha, nha, nha. Rồi, trước khi ăn dòm lại trái măng cục nè. À, cái vỏ đó nè. Cái vỏ nó, nếu mình sờ vậy không lẫn cứng, mà mình bóp vô thì nó phải mềm nha, phải đàn hồi nha. Đó, cái măng cục nè, nó có cái này, có bốn cái la, cái nhện này. Cái măng cục á, thường á sẽ là màu tím giống như vậy, màu tím tưởng tượng như màu vú sữa, nhưng mà vú sữa nó bóng hơn nha, nha vú sữa là nó bóng hơn, còn cái trái này là nó sần sùi nha các bạn. Cũng có trái bóng nha, nhưng mà mình không có lựa cái trái bóng, mình lựa trái sần sùi. Nhưng mình cũng thấy có những loại có những loại là nó thâm đen nha. Xin lỗi cả nhà nha, mình có điện thoại. Rồi, hồi nãy mình đã coi rõ cái trái măng cục rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ ăn. Cắt cái măng cục là mình sẽ lật ngang cái măng cục vậy nè. Mình lật ngang. Mình lấy dao để đây. Mình cắt một dòng. Mình để ra nha. Đây. Xin lỗi nha, tại vì mình không biết canh hướng. Chưa? Wow, cái măng cục ngon ha. Nó màu trắng tinh mà nó thơm, mở ra nghe mùi chua chua liền đó nha. Ầm cái này. Ầm. Ngon ha. Đây, ở trong cái vỏ cái măng cục nè. Đó. Nó vậy đó. Ra ngoài nè. Rồi, bây giờ thì mình lấy tay mình xoay, không mình cắt. Nó giòn, nó mềm, nhưng mà mình cắn nó giòn giòn, nó sập sập, ngọt ngọt, nó chua chua. Ăn thử miếng đi. Đẹp không? Đẹp ha. Cái vỏ này đắng lắm luôn á. Bút cây nữa nha. Cái này có trái nó cứng, có trái nó mềm á, cho nên là lúc mà đương dao coi chừng sợ lên phía trước nha các bạn. Đừng dính vô miệng mình đắng quá. Đó, thấy chưa, này mình làm nè. Trời ơi, thấy không? Rồi, hồi nãy á, của mình chỉ cho các bạn á, là lấy tay cấu phần đít này. Đít này kéo ra. Bây giờ mình có dao thì mình dùng dao, rất đơn giản. Có dao thì mình cứa hình chữ thập. Nó có rãnh sẵn rồi. Nó có rãnh sẵn rồi thì mình chỉ lấy tay. Lấy tay bấu vô một góc nhọn. Rồi mình kéo ra thôi. Đó, vậy đó. Nó rất là đơn giản nha. Bây giờ mình thử nè. Mình thử bứt một trái trong đây. Và mình sẽ mở phần cuốn cho các bạn xem. Các bạn xem thấy nó như thế nào. Trước tiên là thấy cái phần cuốn thấy cứng rồi đó.
mình lấy tay mình bấu vô nha. Lấy cục nè, tay bấu vô. Đây nè, thấy nhựa chưa? Các bạn thấy nhựa không? Nhựa trắng luôn á, trắng bóc luôn á. Các bạn thấy thấy kỹ không? Nhựa ra rất là nhiều. Nè, các bạn thấy cái viền của cái này không? Các bạn thấy cái viền không? Nhựa ra quá nhiều. Và cái nhựa đó hơn nữa làm móng tay mình đen, rất là đen. Chắc chắn các bạn cũng sẽ hỏi là ủa cái nhựa này với nhựa trên nhựa dưới giống nhau? Chính xác. Nhưng mà mình nói rồi, khi các bạn đã dùng cái ở dưới nè thì nó nhựa hơn. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau nha. Bye bye. Hồi nãy chưa gì hết, tôi đã bye bye chào tạm biệt rồi. Mùa này là mùa trái cây nên mọi người mua trái cây về ăn nghe. Bên cạnh đó, nếu các bạn thấy thích thì nhớ nhấn like nha. Rồi, không quên chúc các bạn một ngày hè vui vẻ. Đừng có bị cảm như mình nha, rất là mệt, sổ mũi. Sổ mũi rất là mệt. Nhớ mua trái cây về ăn nha. Yeah.